Phật biết ý nghĩ ấy liền bảo Xá Lợi Tử, bọn ngoại đạo ấy vì tìm cái dở ở nơi ta mới rủ nhau mà đến. Nhưng do trời đế thích đã tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa do sức của đại chú vương khiến bọn họ lui về. Xá Lợi Tử, ta hoàn toàn chẳng thấy bọn ngoại đạo ấy có một chút thiện pháp mà chỉ mang tâm ác, vì muốn tìm điều dở của ta nên đến chỗ ta. Xá Lợi Tử, ta hoàn toàn chẳng thấy trời hoặc ma hoặc phạm hoặc sa môn hoặc bà la môn hoặc ngoại đạo vân vân các loài hữu tình ở thế gian dám mang ác ý đến cầu Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có thể đạt được ý muốn. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì tất cả chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời dạ ma, trời đủ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, tất cả trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh, tất cả thanh văn, tất cả độc giác, tất cả đại bồ tát, ta và tất cả long thần, dược xoa, kiền đạt phược, a tố là, yết lộ đồ, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, người chẳng phải người vân vân. Đầy đủ thế lực lớn ở trong thế giới ba lần ngàn đều cùng thủ hộ Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng để bọn ác gây trở ngại. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì chư thiên vân vân ấy đều từ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà xuất sanh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, tất cả thanh văn, tất cả độc giác, tất cả đại bồ tát và tất cả trời long thần, dược xoa, kiển đạt phược, a tố lạc, yết lộ đồ, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, người chẳng phải người vân vân, ở vô số thế giới chư Phật trong mười phương đều cùng thủ hộ Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng để bọn ác gây trở ngại. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì chư Phật vân vân ấy đều từ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà xuất sanh. Lúc bấy giờ ác ma nghĩ thế này: nay Như Lai ứng chánh đẳng giác có bốn chúng vây quanh, và các trời người vân vân trong cõi dục và cõi sắc đều cùng tụ hội tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trong ấy chắc chắn có đại bồ tát được thọ ký sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Ta phải đi đến để phá pháp nhãn ấy. Nghĩ rồi liền hóa bốn binh chủng tinh nhuệ rầm rộ kéo đến chỗ Phật. Khi ấy trời đế thích thấy rồi liền nghĩ: chẳng lẽ ác ma hóa ra việc này muốn đến làm não hại Phật và gây trở ngại cho Bát Nhã Ba La Mật Đa? Vì sao? Vì bốn binh chủng trang sức đẹp lạ như thế, thì bốn binh chủng đẹp của đại vương Ảnh Kiên nước Ma Kiệt Đà chẳng thể sánh kịp, bốn chủng đẹp của đại vương Thắng Quân nước Kiều Tát La cũng chẳng sánh kịp, bốn binh chủng đẹp của dòng họ vua Thích Ca nước Kiếp Tỷ La cũng chẳng thể sánh kịp, bốn binh chủng đẹp của dòng Lật Thiếp Tỷ nước Vệ Xá Lê cũng chẳng thể sánh kịp, và bốn binh chủng đẹp của dòng vua Đực Sĩ nước Kiết Tường Mao cũng chẳng bì kịp. Do quan sát bốn binh chủng như thế nhất định là của ác ma biến hóa ra, ác ma luôn luôn rình tìm điều sơ hở của Phật, phá hoại thắng nghiệp đã tu của hữu tình. Ta phải niệm tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm đã thọ giáo nơi Phật, khiến cho đám ác ma ấy lui đi. Khi ấy trời đế thích nghĩ rồi liền tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm. Ngay khi ấy đám ác ma lui về chỗ cũ, vì thần lực của đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm làm xoay chuyển chúng. Hết quyển thứ 105.